Mến chào quý cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại anh chị em đang đứng ngay khu vực ngã tư bốn xã nè. Thì hôm nay em chia sẻ với anh chị mình một căn nhà một sẹt của đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cách khu vực bốn xã này chắc khoảng tầm 500m, khoảng tầm 2 phút đi xe anh chị. Này, đây là bốn xã, một hướng anh chị sẽ về lại Hòa Bình ha, một hướng anh chị sẽ về Lê Văn Quế nè, Hương Lộ 2 anh chị. Là anh chị quẹo phải vào đường Lê Văn Quế, chạy lên khoảng tầm 200m sẽ có đường số 4, anh chị quẹo vào. Nhà mình á thì có diện tích là 3m rưỡi, dài 13m rưỡi nha. Chỉ có giá 3 tỷ 550 triệu thôi. Nhà là có sổ hồng riêng, mua bán là công chứng ngay nha anh chị. Đó, đường xá thức nhà nói chung cũng rộng rãi, thông thoáng ha. Này, đây là anh chị chạy vô, đây là trục đường Lê Văn Quế nè. Đó, anh chị quẹo vào đường số 4 không? Nhà mình một sẹt của trục đường này. Đó. Anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha. 0949 900 589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem nhà, cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đây, đây là đường trước nhà mình anh chị thấy không? Rất là gần trục đường số 4 luôn. Đó, cái chiếc xe ô tô chạy ngang đó là đường số 4 nè. Mình đi vô nhà mình cách khoảng tầm 2 căn là sẽ tới nhà mình. Đường trước nhà mình hiện hữu là đường bê tông, nó rơi khoảng tầm 2m rưỡi, 3m anh chị. Đó, xe máy là dừng một bên, chạy hai bên thoải mái nha, rộng rãi ha. Đó. Thì em nhắc lại, nhà mình có diện tích là ngang 3m rưỡi, dài 13m rưỡi nha anh chị. Một trệt, một lầu ha. Nhà có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, rộng rãi thông thoáng, chỉ có giá 3 tỷ 550 triệu thôi. Đó, anh chị đang quan tâm căn này, liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900 589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp, cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả. Đây là một vài hình ảnh bên trong căn nhà này anh chị. Nhà mình thì ở đường số 4, phường Bình Hòa A, quận Bình Tân, rất là gần ngã tư bốn xã nha, cách mặt tiền số 4 khoảng tầm 3 căn. Ủa, 2 căn chứ, căn mình là căn thứ 3 rồi. Này, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.